Chào mừng các con đã đến với khóa học Tiếng Việt lớp 4, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống trên trang web olm.vn. Các con thân mến, ta đang tìm hiểu chủ điểm Sống để yêu thương. Trong tiết học này, chúng mình sẽ cùng nhau đến với một bài đọc vô cùng hấp dẫn và thú vị. Để mở đầu cho tiết học, hãy cùng cô khởi động qua nhiệm vụ sau đây. Chia sẻ một bài học cuộc sống mà con nhận được từ người thân. Người thân luôn dạy bảo cho chúng ta những điều hay lẽ phải trong cuộc sống. Đó có thể là bài học về tinh thần dũng cảm, về lòng nhân ái, về sự kiên trì, về lòng quyết tâm, về thái độ sống tôn trọng người khác. Những bài học về cuộc sống mà các con nhận được từ người thân sẽ góp phần định hình tính cách, tâm hồn và giúp các con khôn lớn trưởng thành hơn đấy. Bài đọc ngày hôm nay sẽ giúp các con hiểu được những lời tâm tình, khuyên nhủ cùng những mong ước của cha mẹ dành cho con cái. Giới thiệu đến chúng mình bài đọc Tiếng Ru. Trước tiên, cô hướng dẫn các con đọc như sau. Chúng ta cần đọc đúng các từ ngữ chứa tiếng dễ phát âm sai. Ví dụ, đốm lửa tàn, chắt chiu. Cần đọc nhấn giọng vào những từ ngữ thể hiện cảm xúc như là yêu hoa, yêu nước, yêu trời. Cần đọc nhấn giọng vào những câu hỏi tu từ, ví dụ núi chê đất thấp, núi ngồi ở đâu. Bây giờ các con hãy lắng nghe cô đọc mẫu bài thơ Tiếng Ru. Con ong làm mật yêu hoa, con cá bơi yêu nước, con chim ca yêu trời. Con người muốn sống con ơi, phải yêu đồng chí, yêu người anh em. Một ngôi sao chẳng sáng đêm, một thân lúa chín chẳng nên mùa vàng. Một người đâu phải nhân gian, sống chăng một đốm lửa tàn mà thôi. Núi cao bởi có đất bồi, núi chê đất thấp, núi ngồi ở đâu. Muôn dòng sông đổ biển sâu, biển chê sông nhỏ, biển đâu nước con. Che già yêu lấy măng non, chắt chiu như mẹ yêu con tháng ngày. Mai sau con lớn hơn thầy, các con ôm cả hai tay đất tròn. Các con dựa vào hướng dẫn đọc cũng như phần đọc mẫu của cô, chúng mình có thể dừng video lại một lát, sau đó luyện đọc bài thơ này. Trong bài thơ có một số những từ ngữ mà chúng ta cần chú thích như sau. Nhân gian có nghĩa là loài người. Bồi có nghĩa là thêm vào, đắp nên. Những giải nghĩa này sẽ giúp cho các con hiểu bài thơ hơn. Và bây giờ, không để chúng mình chờ đợi lâu hơn nữa, ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nội dung văn bản thông qua các câu hỏi trong sách giáo khoa. Ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên. Bài thơ là lời của ai? Nói với ai? Hãy cho cô biết câu trả lời của các con. Rất chính xác, bài thơ là lời của cha mẹ nói với con. Vậy, từ ngữ nào đã cho chúng mình biết được điều đó? Chúng ta dựa vào những từ ngữ xưng hô gọi sau đây. Đó là con ơi, con thầy, các con. Ở đây từ thầy có thể sẽ gây nhầm lẫn cho một số bạn. Các con lưu ý rằng thầy ở đây không phải là thầy giáo, mà thầy ở đây là cách gọi bố, cha ở một số địa phương trước đây. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu nội dung của bài đọc qua câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi số 2. Khổ thơ đầu khuyên chúng ta điều gì? Tìm câu trả lời đúng. Ở đây chúng mình sẽ có các phương án để lựa chọn. A. Cần phải sống chan hòa với thiên nhiên. B. Cần phải biết bảo vệ môi trường sống của mình. C. Cần phải biết yêu thương các loài vật. Và D. Cần phải gắn bó với cộng đồng, yêu thương mọi người. Đọc thật kỹ khổ thơ đầu và cho cô biết đâu là đáp án của câu hỏi này. Rất chính xác. Chúng ta có D, cần phải gắn bó với cộng đồng, yêu thương mọi người, chính là đáp án của câu này. Con ong khi làm mật thì nó yêu hoa, con cá bơi biết yêu nước, con chim ca thì biết yêu trời, con người cũng thế, cần phải biết yêu đồng chí, yêu người anh em, biết gắn bó với cộng đồng. Câu hỏi thứ 3 dành cho chúng mình, hình ảnh nào giúp ta hiểu vai trò, sức mạnh của sự đoàn kết?
Đây là một câu hỏi mở, vì thế cô khuyến khích chúng mình phát biểu theo suy nghĩ cảm nhận của bản thân. Chúng ta có thể đưa ra những ý kiến khác nhau, miễn sao là chúng ta sẽ có sự diễn giải lưu loát và phù hợp. Và đây sẽ là gợi ý của cô. Các con sẽ đọc kỹ khổ thơ thứ hai. Từ một được nhắc lại nhiều lần trong khổ thơ, gắn với ba hình ảnh, đó là hình ảnh ngôi sao, thân lúa và người. Những hình ảnh này đã gợi sự ít ỏi. Một ngôi sao bé nhỏ thì không làm sáng được bầu trời đêm. Một cây lúa chín, dẫu căng hạt, chịu bông thì cũng không thể làm nên cánh đồng lúa chín. Và một người thì cũng không thể tạo nên cộng đồng, xã hội. Nhưng hàng ngàn vạn ngôi sao có thể cùng nhau tạo nên bầu trời sáng. Nhiều cây lúa chịu bông đem đến vụ mùa bội thu. Và con người cũng vậy, phải có nhiều người thì mới làm nên xã hội. Những hình ảnh rất cụ thể, gần gũi này đã giúp chúng ta hiểu vì sao cần phải đoàn kết. Đoàn kết để tạo nên sức mạnh tập thể, giúp chúng ta vượt qua khó khăn để tiến lên phía trước. Mời các con sẽ tiếp tục với câu hỏi thứ tư. Em nhận được lời khuyên gì từ khổ thơ thứ ba? Rất chính xác, khổ thơ thứ ba đã khuyên chúng ta cần phải sống khiêm tốn, biết tôn trọng, biết nhớ ơn những người đã mang lại cho mình cuộc sống tốt đẹp. Những hình ảnh như núi cao vì có đất bồi đã chỉ ra lý do vì sao núi cao hơn đất, vì thế núi không nên chê đất thấp hơn mình. Hình ảnh muôn dòng sông đổ biển sâu cho ta biết vì sao biển rộng lớn, nước tràn đầy. Đó là nhờ muôn ngàn con sông nhỏ đã băng qua thác gành, miệt mài chảy qua mọi vùng miền để cuối cùng đổ ra đại dương. Nếu không có đất, không có sông, không có suối thì không thể có núi cao, biển rộng. Gắn cho sự vật đặc điểm của con người, nhà thơ đã mượn câu chuyện về biển, về núi để đưa ra lời khuyên về lối sống đẹp. Đó là cần phải biết ơn giá trị tốt đẹp mà chúng ta đã nhận được từ cuộc sống. Ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng trong phần trả lời câu hỏi. Khổ thơ cuối nói gì về tình cảm của cha mẹ dành cho con cái? Hãy giúp cô trả lời câu hỏi này. Các con trả lời rất đúng. Khổ thơ cuối đã nói về tình yêu thương và niềm hy vọng của cha mẹ dành cho con cái. Trong khổ thơ cuối này, ta thấy xuất hiện hình ảnh cây tre. Cây tre thường sống ở vùng đất cằn cỗi, sỏi đá, dễ bám sâu vào đất để hút chất màu, nuôi dưỡng những măng tre mới đâm mầm. Hình ảnh so sánh, chất chiêu như mẹ yêu con tháng ngày đã kết hợp với hình ảnh được nhân hóa, tre già yêu lấy măng non, giúp chúng ta liên tưởng đến tình yêu thương, sự chăm sóc của cha mẹ dành cho con cái. Từ yêu thương dẫn tới mong ước, hy vọng, cha mẹ mong con sau này có thể trưởng thành, trở thành chủ nhân của đất nước, sống có ước mơ, có khát vọng. Mai sau con lớn hơn thầy, các con ôm cả hai tay đất tròn. Từ những tìm hiểu vừa rồi, chúng ta rút ra nội dung chính của bài thơ. Bài thơ Tiếng Du là lời tâm tình, khuyên nhủ, cũng như ước mong của cha mẹ dành cho con cái. Đó là những hành trang đầy quý báu để con vững bước vào đời. Những lời căn dặn của cha mẹ dành cho con cái trong bài thơ này không phải là những lời giáo huấn, cứng nhắc, khô khan, mà đó là những lời tâm tình đầy thiết tha, đầy cảm xúc. Nó giống như lời trò chuyện thủ thỉ của cha mẹ dành cho con cái. Từ đó, người đọc có thể tự nhận ra được điều bài thơ muốn nói. Và cô tin chắc rằng chúng mình cũng đã học được những bài học đầy ý nghĩa từ bài thơ này. Để khắc sâu hơn kiến thức, chúng ta sẽ cùng nhau đến với hoạt động luyện tập theo văn bản đọc. Bài tập đầu tiên, các con hãy tìm tính từ có trong khổ thơ thứ ba. Rất dễ dàng để ta tìm được 4 tính từ, đó là tính từ cao, tính từ này chỉ đặc điểm của núi, tính từ thấp chỉ đặc điểm của đất, tính từ sâu chỉ đặc điểm của biển, và tính từ nhỏ chỉ đặc điểm của sông. Tiếp nối bài tập số 1, chúng ta sẽ chuyển sang bài tập số 2. Đặt 2 đến 3 câu với tính từ vừa tìm được, xác định chủ ngữ, vị ngữ của từng câu. Chúng ta có 4 tính từ: cao, thấp, sâu, nhỏ. Khi đặt câu thì các con chú ý phải đảm bảo quy tắc về chính tả, về dấu câu, về dùng từ. Ví dụ, cô sẽ đặt một câu với tính từ nhỏ. Ông nội em tự tay trồng khu vườn nhỏ này. Hãy chỉ ra
chủ ngữ và vị ngữ của câu này? Chính xác, chủ ngữ của câu là ông nội em, còn lại là vị ngữ tự tay trồng khu vườn nhỏ này. Chủ ngữ trong câu này đã cho biết đối tượng được nhắc đến trong câu là ông nội em, và vị ngữ của câu này đã nêu hoạt động của đối tượng được nói ở chủ ngữ tự tay trồng khu vườn nhỏ này. Bài tập này cũng đã kết thúc tiết học của chúng ta. Cô cảm ơn các con vì đã quan tâm và theo dõi. Mong rằng chúng mình sẽ rút ra được những bài học và những kiến thức quan trọng. Xin chào, hẹn gặp lại chúng mình trong những tiết học sau trên trang web olm.vn.